Chào cả nhà nhé, hôm nay lại sấy thịt trâu cho anh em xem này. Những cái miếng này siêu dài luôn này. Cái này ướp khoảng mấy tiếng thím nhỉ? 4 tiếng. Sau đấy sấy mấy ngày thì ra để anh em có thành phẩm nha. Quá dài luôn. Cái thịt thớ này phải đến 3-40 phân đấy. Khi mà sấy thì em sẽ chọn cho anh em những cái loại thớ dài như này ăn cho nó chất nhá. Này có con lợn này mấy tạ thím nhỉ? Con lợn 3 tạ 7. Tiếp 3 tạ 7. Này chắc phải tạ thịt khô. Đây là cái thành phẩm mọi người nhé. Đấy, rất là khô, rất đẹp luôn. Em gửi thì em sẽ gửi cho mọi người những cái nó đen như thế này. Chất như thế này. Đấy. Đảm bảo quy trình an toàn vệ sinh thực phẩm nhé, cực kỳ tuyệt vời luôn. Đây là lạp xưởng. Khu vực trong này là khu vực kho mọi người nhé. Đấy, mọi người thấy ba cái tủ này khoảng 4 tạ thịt. Đây là xúc xích lạp xưởng. Nói chung là chuẩn vị Tây Bắc rồi anh em nhé. Đấy, ba chỉ hun khói này, lạp xưởng này, thịt trâu ở dưới này, bên này là cái gì không biết. Ở đây nguyên một tủ luôn anh em nhé. Đấy, em đóng các cỡ nửa cân và một cân nhé. Ui dồi, siêu nhiều luôn anh em. Cái này thì đây là những túi một cân, đây là lợn sấy mọi người nhé, gọi là phải hàng nói là quá đỉnh luôn. Đây là đóng lạp xưởng siêu nhanh luôn, máy này. Còn cái máy này mới làm lại mọi người nhé, máy hút chân không này. Cực kỳ khủng khiếp luôn. Mọi người có nhu cầu thì cứ nhắn với mình nhá. Lợn là 500, còn trâu là 800 anh em nhá. Đấy.